Cuộc sống hiện nay khiến bạn lúc nào cũng cảm thấy bận rộn, mệt mỏi và không đủ thời gian dành cho mình. Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao có nhiều người bận rộn nhưng vẫn vui vẻ, hoàn thành tốt công việc và tràn đầy năng lượng? Bạn có thể tìm ra giải pháp cho mình không? Câu trả lời sẽ có trong khóa học Nghệ thuật quản trị thời gian của giảng viên Phan Văn Trường. Khóa học là những chia sẻ thực tế từ giảng viên, một người vô cùng bận rộn, cùng những câu chuyện đúc kết trong cả cuộc đời và sự nghiệp. Đến với khóa học, bạn có thể hiểu được sự quan trọng của thời gian trong cuộc sống, biết được các yếu tố đang là kẻ cắp thời gian của bạn. Giảng viên sẽ chia sẻ các kỹ thuật, nghệ thuật quản lý thời gian sao cho hiệu quả, đặc biệt còn có những bài học từ góc nhìn của người doanh nhân, những câu chuyện thú vị bên lề giúp cho những người đang ở vị trí quản lý làm việc hiệu quả hơn, quản trị đội nhóm tốt hơn và phân việc hợp lý cho cấp dưới. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ thức tỉnh được rằng thời gian là vô cùng quan trọng và bạn đang mất đi tài sản vô cùng quý báu của cuộc đời mình nếu như không biết quản trị thời gian. Bạn sẽ có được kỹ thuật và nghệ thuật để quản lý thời gian, có những phương pháp đúng đắn để làm việc hiệu quả mà mất ít thời gian, quản trị đội nhóm tốt hơn cho công việc thuận lợi. Đăng ký ngay khóa học tại unica.vn để nắm vững nghệ thuật quản trị thời gian cho cuộc sống thuận lợi và thành công hơn. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.